mọi người nhé. Đây là ngâm sim mọi người ạ. Sim tươi phơi khô. Đây như cái bình cái sim này tôi đã rửa phơi khô hết rồi. Tôi qua tôi mới rửa qua một cái héo bớt hết nước rồi. Cái này 5 lạng mọi người. 5 lạng. Một bình 5 lít. Này. Đây. Hai bình còn bao nhiêu nữa cũng chưa có thời gian để ngâm mình. Thường tôi hay ngâm là 5 cân ở 5 kg sim tươi. Sim chín tươi nhé. Mà phơi khô héo ra chỉ được khoảng 1,4 cân thôi người ạ. Rất hao luôn. Đấy, như vậy là xong rồi mọi người. Giờ chỉ phải lấy rượu. Rượu mình lấy rượu trắng nhá mọi người. Rượu trắng, rượu gạo trắng. Đây. 5 lạng. 5 lạng sim chín tươi khô. Phơi khô. Giờ mình lấy rượu mình đổ vào thôi mọi người ạ. Đổ rượu nhé mọi người. Hơi đầy quá. Đầy quá đủ phí rượu. Đấy mọi người mà có nhu cầu lấy sim trực tiếp luôn là cũng được. Về mà mình ngâm không thì tôi có thể ngâm cho mọi người.
tạm như này đã. Sim thì thế là đơn giản nhanh gọn, có rượu ngon uống. Sau mọi người à, cái nắp của nó mình mọi người lấy túi bóng bịt vào nhé, bịt chẳng hạn này, bịt đè giữ này, đè luôn túi bóng này cũng được, không túi bóng ở bên dưới, đè bên dưới úp này xuống. Nếu mà mình để túi bóng ở bên dưới là mình úp xuống này xong đỡ bị hở. Đây, cái này tôi tạm đây. Đây, một cái bình rượu sim rất đẹp. Đây mọi người nhá. Đấy. Bình rượu sim. Bình 5 lít. Ok nhé mọi người, sẽ đẹp luôn.